ơi sấy sa ăn mùi nè nó tạ ơi mùi tiết đó nè của ấy chạy kia ra nè tôi nhấp vô xe hải này nè bây giờ làm cho nó ăn ba với cái chi phí mà làm cơm thì cũng nhờ bạn bè ủng hộ giúp đỡ người cho chút rồi mình gom góp lại mình làm cho tới nay thì số tiền mà còn để làm á rồi có thể là làm được ngoài ba lần nữa nếu mà hết tiền thì thôi chứ thì tạm ngưng chừng nào có tiền thì làm tiếp mỗi một tuần như làm được 100 hộp cơm 100 hộp cơm nếu mà mình tự làm á thì nó khoảng từ 500 tới 700 một tháng là mình phát như vậy là bốn cái cuối tuần miền ăn cục cái này đấy na hai cái này cro đi cùng hai cái này còn ba hả anh ăn đắng đi tao dê dê chúng tôi nè cro đi nè nè phụ nè bài vậy vô pi phía hai đó nè ai mũi ta nè à na có đôi khi nè đi ta mũi ông ta nhung coi đến nưng nhá dùng mũi con nè ông với ta nên này na te te hà nô hả anh khởi không rò ngay lệ khử chân ấy ruột tiếc chúng nó đang đòn ngay tia chuyển kia với ạ chả nắm mốc xua bán hả dạ sấy sạt nè sấy sạt đâu ở nơi mùi nè ơi sấy sạt mùi nè của ai chạy kia ra nè tôi nhấp vô xe hải này nè đang nó ăn bán nè lại vô nè ra ao dê dê nè nè ăn miên chuột mộc à, lộc bò tết nhá ăn đắng nè lộc bò tết nhá ăn miên sôm mộc nè ta chuột mộc lộc bò tết vậy
hai dê dê mà ơi 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 có 10 phần mà mình phát không có đủ, thành thử ra lại có mấy người tới xin nhưng mà gia đình khá giả, thành thử ra không có cho, mấy gia đình nghèo nghèo mới cho. Bây giờ còn hai bịch chạy lên trên kia cho hai bà cụ ở phía bên núi bên kia kìa, còn hai bịch. Thế ai vậy? Nè bà vô mà cái chóp ấy nè. Dưới sừng côm tét khoát này nè. Tét thầm mây đúng không? Nè thật. Giờ anh ta mang bắt ấy. Cái này trong rừng luôn. Đó, xảy hai mày. Dê nó xảy hai mày. Này vô ở con muối, son muối nè. À phê cái áo phổng sột sột mà vô. Này gạch ôi là dê mi đó, gạch ra cái dê chẳng đó.
ơi, phát xong. Phát xong cho bà con nghèo ở trong Slalom rồi. Đó, phần quà đó là của cô Tuyết. Cô Tuyết Mai bữa hôm cho 10 phần đó, bữa nay mới giao được cho bà con. Chứ mỗi ngày thì bây giờ đi chở ba cái quần áo. Chở ba cái quần áo cho bà con ở chùa Hang.